Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, vừa ký ban hành văn bản số 526/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý hiện tượng tăng giá vật tư, trang thiết bị y tế, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố. Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, trên thị trường có hiện tượng tăng giá một số vật tư, trang thiết bị y tế, bộ test kháng nguyên COVID-19, máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2 lưu thông kinh doanh thuốc hỗ trợ điều trị covid-19 chưa được phép lưu hành, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc để trục lợi, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị, Cục Quản lý Thị trường thành phố, các sở, Y tế, Tài chính, Công thương, Công an thành phố, Cục thuế thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo triển khai ngay công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về giấy phép, việc đầu cơ, tăng giá, kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, nhãn mác đối với các mặt hàng vật tư, trang thiết bị y tế, bộ test kháng nguyên COVID-19, máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2, lưu thông, kinh doanh thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 chưa được phép lưu hành theo quy định của pháp luật. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Y tế, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông để đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh, các mặt hàng hỗ trợ điều trị COVID-19 và người dân trong công tác phòng chống dịch.